Dạ vâng em Tùng, chào anh em. Thì hôm nay em về cái combo của Mỹ về The One K299B2. Thì hàng này là hàng từ Mỹ về nha anh em. Thì những anh em nào quan tâm liên hệ mình. Thì mình sẽ gửi đến anh em xem. Đây là chưa khui thùng. Thì Mỹ về nó như vậy. Thì đây là tháng 6, ngày 22 tháng 6 nó sản xuất ra từ ngày 22 tháng 6 thì nó ở trung tâm của bên phân phối hãng The One tại Mỹ. Thì hàng này là 2021 nha anh em. Đây. Rồi. Mình gửi đến anh em xem cả một cái combo đây. Dante 2021 và ở bên Mỹ thì nó có khóa lại cái niêm phong để cho nó vận chuyển. Mã QR 299B2, mã QR. Đây, thì nó có Make in USA. Rồi mình sẽ khui ra cho anh em xem ha. Ok, thì new đập hộp cho anh em xem luôn. Đây là cây trợ lực và đây là catalog 887 sản xuất tại Mỹ và 996 sản xuất tại Mỹ. Cái móc, hai cái móc và cái sạc, sạc này Made in Thái Lan và 2021 luôn. Nó vẫn ghi là tháng 6 năm 2 tháng 2. Ngày 2 tháng 6 nha. 2021. Đây nó xuất xưởng ra là ngày 22 tháng 6. Hàng Mỹ về nó có cái lá cờ trên này. Và pin của nó thì nó đóng tại USA luôn. Đây. 5A. Sale thì Samsung. Nhưng mà đóng tại Mỹ. Đây. Lực của nó là 205 Newton. Và DCF 887. Rootless. Thì hàng Mỹ thì nó cái màu của màu nhựa nó rất là đẹp nha anh em. Nó màu đen, màu cao su rất là đẹp và nhựa của nó rất là đẹp tươi. Còn hàng của hãng Việt Nam ở đây thì cái nhựa đây nó bị mất mốc, giống như là cao su mà cao su tái tái chế lại. Rồi, tiếp đến là một cái 996. Nó cũng là có lá cờ ở trên này. DCD 996. Tốc độ của nó là từ 0 đến 500 và từ 0 đến 2000 vòng trên phút. Có 3 cấp độ giữa là từ 0 đến 1300. Rồi, pin nó cũng đóng tại USA luôn. Gửi đến anh em là nó là sản xuất 2021. Rồi, máy máy này thì 996 thì ở Việt Nam chưa có ai có sản xuất 2021 nha anh em. Đây. Và sản xuất tại USA.
Thì 996 thì huyền thoại rồi, quá nổi tiếng mà. Anh em lựa chọn thì một cây mà sản xuất tại Mỹ thì nó mới xứng đáng nha anh em. Còn sản xuất tại Việt Nam, hàng Việt Nam sản xuất tại China thì nó rẻ. Ok, thì gửi đến anh em xem. Nó là 2021 và nó là cũng là 2021 luôn. Gửi thẳng tới anh em xem này. Make in USA. Đây. Rồi, cả một cái cặp này mình test cho anh em xem. Tốc độ của nó là từ 0 đến 1000, từ 0 đến 2008 và từ 0 đến 3250. Lực của nó là 205 Newton. Đủ cho anh em đấy. Rồi, anh em mua lẻ thì liên hệ mình. Còn cả một combo này 9 triệu 300. Cả một combo từ Mỹ về. Theo dõi kênh của mình thì những anh em nào mà đam mê chất lượng và đúng hàng Mỹ liên hệ 0962 232 180 nguyên hộp đó là 9 triệu 3. Còn anh em mua lẻ thì liên hệ mình, giá mua lẻ thì cái thân máy là 1 triệu 2 triệu 3 và 3 triệu. Đấy, vâng, em Tùng cảm ơn anh em.